Huy hé lộ lý do được mời tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn trông gai hóa ra không hề có chuyện ngẫu nhiên ở đây. Thực ra cái lúc mà nhận lời mời của chương trình ấy mình cũng khá là bất ngờ là tại sao 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 mình lại được mời tham gia ha. Nhưng mà khi mà lên ngồi nói chuyện với ekip thì thực ra là mỗi anh tài đến với chương trình đều có câu chuyện riêng và may mà năm sau cái câu chuyện của mình nó lại phù hợp với cái tiêu chí uh, của chương trình đưa ra là là mình đã có những chung gai trong cái công cuộc làm nghề như thế nào mà mình đã vượt qua nó như thế nào. Thật thì mình mang cái câu chuyện của mình tới tới đó để chia sẻ để mà kiểu cảm giác như là lại thêm thêm một lần nữa. Còn về cái vấn đề mà so với cả các anh tài khác về mặt kinh nghiệm này, về mặt tuổi nghề này, về mặt kiểu bản lĩnh sân khấu các thứ thì đúng là mình mình, mình không bằng thật, mình không bằng được vì cả tuổi nghề đến tuổi đời thì mình đều ít hơn các anh à, cả về sự tự tin lẫn kiểu ngoại giao các thứ đấy mình cũng đều kém hơn nhưng may mắn vào đó thì mình vẫn vẫn cảm nhận được cái tình cảm của mọi người dành cho mình và cảm giác mọi người rất là thương rất là cưng chiều có lẽ đấy là những cái khoảng thời gian huy hoàng nhất trong 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 cái sự nghiệp khoảng gần 10 năm làm nghề của mình À, mình có mấy bài hit lên liền cũng có thể gọi là siêu ít thì hơi quá nhưng gọi là được nhiều người biết đến đi ok thì mình gặp trục trặc với công ty quản lý à, sau đó thì uh, giải quyết vấn đề này vấn đề kia ngày đó là trước khi mà uh, thành phố hồ chí minh phong, phong tỏa mình cố gắng giải quyết tết, uh, giải quyết hết tất cả mọi thứ với công ty nhưng mà không thành công công ty thông báo phá sản rồi bùng tất cả những cái công công lao của mình những cái kiểu những cái công sức những cái tiền lương những cái phần mình được nhận nó biến mất hết à, trong hơn một năm trời không được nhận một thứ gì khoảng một năm rưỡi thế là mình à, trở về quê trở về quê thì thời gian đó thì cũng chẳng làm gì tại vì hồi đó cũng dịch mà thì cũng đi lang thang thôi đi câu cá đi gặp bạn bè đi uh, ra đồng ngồi chơi, ra cánh đồng ngồi chơi ấy, kiểu như thế. ờ, à, thì sau khi hết dịch hoàn toàn là uh, thành phố Hồ Chí Minh mà dỡ lại phong tỏa thì là mình cũng giải quyết xong rồi. và sau khi đó mình vào được trong lại làm việc được lại với phía luật sư uh, và phía luật sư uh, đưa ra những cái giải pháp mọi thứ thì giải quyết xong, xong xuôi là có những câu chuyện nào xong xuôi mà mình cũng không bận tâm về nó nữa. Thì mình cố gắng kiểu rẽ sang một bên và đi tiếp một con đường mới. Uh, những cái gì mất thì cũng mất rồi Và mình coi như đó là một cái bài học uhm, Một cái bài học mà mình được mua với một cái giá hợp lý à, Tính ra bằng tiền thì nó hơi đắt cho bài học đấy Nhưng mà mình nghĩ là Mình rất tâm đắc một cái câu Một người chị đã nói với mình Em nên cảm thấy may mắn Bởi vì là em có một bài học nhớ đời Mà em chỉ phải trả nó bằng tiền thôi Thì đấy là một cái giá quá hời cho em rồi thế thì đó nghe câu đấy xong tự nhiên mình thấy nhẹ lòng đi mình bảo à hóa ra mình vẫn là một người may mắn